Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình về quê nội làm giỗ nội. Bye bye nhà của em gái, mình gặp lại. Giờ về quê nội là mình xong mình về Nha Trang luôn các bạn. Này nhà nhà của em gái chị Vinh. Rồi về có thể là năm sau mới trở lại được ngôi nhà này. Ok, bây giờ phải hỏi gia đình mình chuẩn bị về quê nội nha các bạn, là đám giỗ bà nội luôn đi. Núi này chính kia lên núi kia chính mà em cứ thằng lên đó. Giờ giờ chú nước chừng nào chín? Khi nào chín xong đem cho luôn. Nhưng mà giờ chú muốn ăn chú nước rồi lát sao ấy? Chú nữa không bao lâu chín? Chút xíu có chở cho lấy. Không bao lâu chín gì? Ở trong đó nè, vô trong đường cùng luôn nè. Ngay trường trường học á. Quệ, bà Quệ. Nói nhà vô trong đường cùng luôn á. Ủa Tư Quệ là ai vậy Tùng? Cái chị Tư mà bán đồ trường học á phải không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ có ăn lát gì đem lại cho mấy hộp? Dạ, đây đem 10 trái đi. Chục trái đi. Rồi, rồi, rồi. Cái này cũng trả lại trước hay là? Rồi, rồi. Giờ trả hết luôn đi cho trước cho sau gì đây nữa nè con. Không, để mà sao trả, để mà sao trả. À, tại sao trái? Tại sao con không trả hết mười mấy trái luôn mà trả mấy trái? Không, chưa chín con chơi mười trái nha. Con chơi hai ba người trả tiền nha. Mười trái nhiêu tiền? Con chục. Chục ngàn rồi. Trả rồi thằng này. Hồi sáng nó cũng trả bây giờ nè. Rồi 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 cảm ơn chị nha. Dạ dạ dạ. Thôi bây giờ mình đi vô. Đi ô tô vô được mà. Dạ không. Nó cũng có nhưng mà đâu biết chơi thì chạy đâu. Còn nào giờ về đây đậu đó mà. Cái đường này nó mới làm sao đó. Mới làm được rồi mới làm. À không các bạn. Thơm lắm anh. Trời cái nhãn thơm dạ. Em sống đợi đi chung vô. Dạ cho bà Tư qua giật mình. Đây. Đi về gặp bà Tư con năm giờ nè. Rồi xin chào cả nhà. Chào. Ô Dứt Kiều à, Dứt Kiều có nước đá hả? Thì vô thăm bà Tư con lắm giờ. Bà nào bà Tư con lắm giờ. Bà Tư con lắm giờ. Chuyên môn của Tư con lắm giờ không à? Đó, ông dỗ nội về đủ chưa? Đủ hết chưa? Đó, vậy đó, về đâu đủ chưa? Đây. Được nè, được nghe đấy. Anh có kiếm bà Tư con năm giờ không? Có lắm chị, mát ghê. Đi đem chạy chung. Khuyết chung dưới luôn đó, nó nứt luôn rồi đâu có ở được đâu. Mấy em mới nhảy lên nhà này nè. Tại thấy con hỏi trên kia không có trả lời. Tại đi về không cho mẹ biết. Cho nên không có trả lời đi về có về không? Thứ
từ cho cô không hay luôn. Ờ vậy hả? Ờ anh Năm nó quay, anh Năm nói lên xe về Trà Vinh. À, anh quay Facebook Dung nó biết rồi. Cái trời ơi. Ai trong đây? Con vô. Con vô. Giờ đây được lâu chưa? Hai bữa. Trời ơi, làm những năm đăng Facebook Dung biết hết trơn nay giờ lên xe. Dạ, làm bí mật gì nữa? Dạ. Thế thôi. Thế nhà nội. Thế xong rồi hả? Dạ. Xong. Hai đứa con vô buồng chơi đi. Đợi nó. Cho nó mát. Nữa đâu nha. Ủa quá rồi, đừng chặt nữa đi liền á. Ông cháu ai cũng thắp cây hương cho bà nội, đứng ngay cái ngày giỗ của bà nội luôn. Thôi thôi không kịp nữa, không kịp. Không bưng lên đi. Ghé nhà bên nhà chị Tư kia cái nữa. Dạ. À là bí mật gì anh Năm anh live stream ở nhà mình nói giờ cả nhà lên xe đi về Vĩnh Long đám giỗ Dung nó coi Facebook nó biết rồi. Ờ à, à. À, thấy không? Thấy, thấy con năm giờ không? Không dạ. 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 Thì bây giờ mới về nè, bây giờ bữa hổm về đó là đi mướn tàu đi chơi không có thời gian, bây giờ mới về đây mới ghé đây. Dạ chắc có thì không được đâu, lát về đi lên về Sài Gòn đi ra Nha Trang lại. Có anh Phước chị Hạnh ở đây mà, còn anh Phước chị Hạnh ở đây. Dạ. Rồi. Dạ, bỏ nó ngoài Nha Trang nha chị. Dạ. Em đi ngoài Nha Trang em nè, tao coi tao thèm cháy luôn á, tao coi đi tùm lum quá trời rồi. Dạ. Dạ. Cái đó đi về thấy không có ăn tôm hùm rồi. Mấy con cá gì mà nó ra đi cái gì. Cá trình. Dạ, cá trình ngon lắm. Đủ ăn đi, mày đi đi đi. Dạ. Có thằng giấy cho miếng thôi quẹ. Mắc gì hả? Mía mà mắc vậy hả? Đang bằng vàng mà này, bé đeo 100 lượng vàng. Ờ, tự nhiên 100 lượng vàng là 3 tỷ 6 là đúng không? Là chưa bằng chiếc xe, bằng chiếc xe ô tô. Bán 6 triệu mấy rồi, bán 7 triệu rồi. 360 triệu. Đó là đạn của đây. Đây
Đây, đánh dở. Bò nhiễm. Bánh hỏi giờ chơi làm bánh hỏi xanh xanh đó hả? Em biết thành đó, bạn luôn đó. Nè. Bánh hỏi làm xanh xanh nè. Bỏ màu hay là bỏ ấy? Chắc bỏ màu rồi, như cái bánh bò. Em biết là dạng cho vậy. Bỏ màu rồi. Rồi, nhưng mà quan trọng là bây giờ đưa cho bò hay gì? Xe trước đi rồi, nó từ từ. Cho họ thịt xe họ đi về còn này gà quá con đậu đó toàn là bộ qua bên dưới đấy nó công xe luôn có đậu được không có quan trọng là mình bữa nay có đại bún nước lèo nữa không ở riêng em ở đây mà bên kia ăn vậy đó cái nơi gà nướng gì này gà nướng gì nữa gà này nướng gì nướng cái gì mà để bò xung quanh vậy rồi cái bánh hỏi làm sao làm xanh 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 vậy bỏ màu hay là dứa là dứa là dứa hả cũng bỏ màu hả dạ không cái đó thật sự luôn em nhà đại có ba mâm không được phép dùng đũa đâu. Trong Google nó chỉ mình đi bến xe miền Đông 3 tiếng, 2 tiếng mấy à? Coi như 3 tiếng đi, chị hao 3 tiếng mấy đi. 3 tiếng thì chị hao à, chị hao 4 tiếng thì chị hao 1 tiếng không vậy nó mới nghe tiếng được. Chị nói luôn mà tại chị cũng muốn tạo cho nó có cái nghề nghiệp. Nó giống như nó cũng hương giống như con này vậy đó. Không. Tao hình như số tao giúp ai. Tao không có 5.000 nó lại nghe thèm. Chú kiếm thằng ra đây nè. Ba kìa. Giờ ăn trưa 12 giờ. Thành nào, thành nào, thành thành. Thành gan thành nó nói gì kìa. Con đi học gì đó mà không bắt một chút xíu là nó kiếm à. Phải chưa? Dạ. Vô ngồi nói chuyện kìa. Đi vô thằng nó nói gì kìa. Nó đó. Đó. Rồi đó, giờ ngồi đó, đó lại ngồi kìa, thanh lại ngồi kìa. Chưa dọn ra bên trong mà. Ủa đám giỗ mình hỏi bà Tư con năm giờ rồi. Gì đâu? Gì đâu? Chị Tư bên kia kìa đâu không biết. Chị Tư ơi. Gẹo 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 bà chị mình chút xíu nha các bạn. Chị Tư ơi. Cho em hỏi hồi bây giờ đám giỗ chị làm ba mâm hồi lúc mà đám chết vậy làm mấy mâm? Bà khóc bà khóc bà giỡn hết vậy bà cảm động giống ông già đó. Đây là bà chị hay là cảm động giống giống ông già đó giống ông Long Dầu hỏi hỏi chị làm đám giỗ ba mâm rồi lúc còn bà nội mất lọ đại mấy mâm bà. Giỡn cho vui trời ơi chỗ ngồi chị thì ngồi chơi ba nói rồi ba nói thôi trời á anh cầm ngồi đi
Đó, đó, cái đó là vui mà, trong trong gia đình mình mà. Trong gia đình mà. Trời, bao lâu mới được đoàn tụ như vậy? Bao lâu mới chọc được mà ta. Dạ. Nghĩ đi. Ăn chưa? Bao lâu bao lâu mới chọc được chị? Ăn ăn cơm chưa? Ngon ngon em. Đúng không chị Tư? Bao lâu mới chọc được chị khóc? Chị Tư. Đúng không? À, không chị lên ngồi luôn ý. Nè 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 nè. Trời. Đi lên ngồi chị. Ôi chị ngồi đây nè. Ăn chưa? Cái này là mới bà nội đó nha. Gặp rồi gặp ông già nữa thôi. Cái là ai gì nào? Cái này là mới nói về bà nội đó gặp. Gặp ông hai bữa. À, tới ông già tới năm giò bà khóc dữ nữa kìa. Dạ. Rồi mời, ổ cho đây 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 uống cơm chứ mời đi. Chị Nam, đầy đủ chưa mời vô chứ, ông Nam này kêu vô. À. À, giống 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 hình của bà à, có lấy lộn hình không vậy? Nó có đem có lúc đó đem đi ra cái người không phải tại vì á nội á mắt nó không có hình màu, bây giờ rửa hình màu tô hình màu lên nó giống giống cô ba, có nghĩa là cô ba giống nội nói chung vậy đó. Lấy ra gắt tùm lum hết trơn, mấy giấy. Kêu thành à, lấy ra không đi được mà. Đó, đi lấy ra gắt tùm lum hết trơn. Vô ngồi ăn luôn. Dạ, đúng rồi. Đi. Đúng rồi, vô ngồi con. Chọc bà khóc rồi. Mày. Nó giận chứ bệnh làm chứ tài xế uống à. Hôm nay uống ngon rồi mấy chục. Đâu, bệnh cũng phạt dữ lắm chứ, nhưng mà hết xui. Ngoài trừ mình gây xảy ra tai nạn thôi chứ bình thường control nó kiểm tra nó mới. Dạ, nhưng mà tùy cái độ cồn của con. Rồi, xin mời cả nhà, cảm ơn cả nhà YouTube luôn nha. Bên đây là ấm dỗ của bà nội. Rồi, mời cả nhà dùng như chén rồi con. Cái này rồi có bún nước lèo nữa hả? Muốn lèo lát lên sao? Đó. Cái này làm lá dứa chứ không phải màu đâu. Anh hỏi bằng lá dứa. Anh cứ phải bóp ra hết đi để cho nó chạy xe. Cái lá dứa này là cái lá dứa. Cái nước mắm gà nướng. Gà nướng. Cái này bánh hỏi mà có bỏ lá dứa. Tưởng thương Đạt với sợ lên làm gà chiên nước mắm cho nó chứ. Đó đã. Tưởng thương con tí lên đây có gà chị nước mắm cho con luôn chứ. Còn bên đây ở. Nè hôm lấy dứa. Mình hỏi tôm lấy dứa. Vậy nhà mình nó bệnh có cây lá dứa hả? Mỗi lần làm anh hỏi em lấy lá dứa làm sao vậy? Đúng rồi hả? Lá dứa hay lá ngọt? Dạ. Nhưng mà lá dứa này là lúc anh hỏi chị hấp chung hay là cho nó thơm hay là sao? Lót lá dứa ở dưới đúng không? Bỏ nó bột. Hai bỏ bột. Hỏi cái người mua người bán cái gì tôi không biết. Mới làm giùm á. Để hỏi biết tại nhà mình còn cây lá dứa. Ủa, bên đây có mì chưa? Đã có rồi chị. Từ từ đâu khoan coi. Từ từ đi. Thì còn ăn đó hả, chị làm đơn chơi chứ có gì đâu. Dạ. Sao năm quay hoài vậy? Ăn thẻ hả? Tham ăn kìa. Ăn đi. Đây, đó. Ê, ông chị, đó, đẹp đó. Lâu lâu về mới có cơ hội chọc bà chị khóc là đó. Là bà chị cái mình nè. Đó. 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 Không nữa. Trời ơi. Trời ơi. Không có nói gì đâu mới. Không nói gì đâu mà chị khóc rồi đó. Thấy không? Y hệt như ông Năm Giờ á không?
không? Em giàu tính giá. Tính giá bà ngoại. Ông Tư. Vậy một chút là cái thời gian nghỉ ở đây là cái mình đi qua mình hái nhãn mình quay phim này kia luôn. Ủa rồi có vườn nó có mấy ít hả? Không thì bẻ được nhiêu vậy. Dạ. Nhưng có mấy trái cũng còn non á mà cắn ra nó không. Ở dưới Tư hả? Dạ, chỗ nào có nhãn nhiều nữa không? Không có dưới Tư hốc với trái mà bự con. Mùa này về mùa này về hết mùa hay sao vậy? Ủa sao bữa mình đi mới vô nhãn mà ta bữa mình đi gây ăn gì gì đó. Chắc mới vừa hái quá. Chắc mới vừa hái bán á. Để hồi đi kiếm coi chỗ nào có không. Bữa nãy vô chỗ nhãn ghé đó. Còn nhiều không? Ảnh. Nhãn kia nhãn bự mà nhãn ai. Anh Tư ơi. Mày dịn ổng lại đi. Mệt. Rồi gỡ giấy rồi. Có lửa rồi, có lửa rồi. Nằm nằm đó. Cái này vô. Cái đó cột nó tráng hay á, chơi đâu. Dạ mà này cái này là cồn gì mà đốt lâu cháy anh hả? Cồn giỡn. Cồn giỡn mà. Cồn giỡn này. Hết là giấy mà vẫn chưa cháy rồi. Cháy không? Đâu cháy đâu. Phật lên, không cháy, không cháy. Còn gì á? Còn lấy cái đũa trong lật cục nó lên kia dưới nó có nước nó vậy. Đó. Ai đó còn gì nó ra nguyên một cồn luôn giờ. Cháy rồi. Ờ đang lên, đang lên. Còn gì mà đang lên? Còn. À, đó nó rồi. Cháy giấy không à? Cháy giấy rồi. Cháy giấy rồi. Này còn giỡn nữa mà. Nó đang lên, nó đang cháy cái mà. Ồ cái bánh bò cho chị Tư đi đốt làm cồn. Cháy rồi. Nó cháy đi đủ. Cháy rồi, chưa. Để nằm xuống con để về để cái dĩa xuống không được. Rồi cháy rồi đó. Đó giờ mới thấy lửa nè, đó vậy mới là cháy đó. Bây giờ mới là đúng cồn. Vô không sao. Đây đó. Cháy rồi. Giờ biết rồi. Nãy là đâu đúng cồn phải không con ha? Ờ. Hai giờ đúng là đúng họ mà về. Cái sao bên trái? Về quá. Lá lại cầm. Không. Rồi. Mà nói mà không biết lá. Rồi. Đây 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 cả đời cầu từ hết đây này. Không nhầm bà chị Tư mình nó bây giờ nó mới ướt rồi nó chậm chút xíu hết rồi. Hả? Nhưng mà có dạ, mình dạ, chị. Dạ. Có mình dây chọc hết rồi. Rồi giờ chị chọc thử rồi. Chị chọc thử rồi. Chọc rồi, tao chọc hoài nó không. Chọc hai cậu. Rồi mình chỉ bọn họ. Có sơn hội á, cậu hỏi nữa coi có sơn hội á. Có bánh mì á. Không có, trời là không có. Ăn cái đuôi, ăn cái đuôi. Ăn cái cục chỏ á. Chị ăn cái bánh này đi, cái của con để con ăn. Nó giờ còn nó cháy là nó có hơi nóng ra rõ ràng luôn, nãy không có cháy. Con mới cắn con mở chứ. Chị bụng đi bỏ gì hoài nha. Ủa, ở đây cái lực có bao giờ mà bà Hoàng đi đâu lại mất tấm hình của bà hai hả vậy nào để chụp hả đám dỗ là về là mọi người đòn được đòn bánh tét nữa hả đòn bánh tét sướng vậy ta chứ không có đòn bánh tét thì có cái khác à, gì lộn có đồ ăn nổ hả đường quê vậy ở người Việt Nam là vậy ở nhà Vinh mình cũng vậy mà chị Phụng ơi ở nhà Vinh mình mà ví dụ mà đi đám dỗ về là được hai cái thịt bò tại sao chị Hoàng không đi mà ở nhà giữ nhà rồi chị sợ mất cái nhà sợ mất cái nhà hả nên mất tấm hình bà ai là sợ mất cái tấm hình ông hai bà ơi sợ mất cái tấm hình ông hai bà hai hả giờ ta mà gỡ được cái nóc rồi là chị về tới rồi người nó không like chim nữa hả nó gọi chút cá thóc kìa ăn cá thóc luôn còn quay còn đi vòng vòng nữa mà Việt Nam là chim lúc mình ở Nha Trang về bây giờ nó biết hết cái gì về đi qua Nha Trang
đi lên đường đó, anh Dung nó biết rồi, mình về nhà. Đi qua nhà bà hai xong rồi đi bộ ngược qua nhà cậu. Đúng rồi, nó vòng vô đó rồi mình trở lại đây nữa mình rút. Ai có sao làm bát được. Chứ đi cũng là con cũng lộn mới. Tao đâu có nói vô đây, tao nói là 12 giờ trưa. Đắt cũng lộn ra tụi lúc. Con đi rồi. Con đi rồi hả? Xe hơi chạy vô được không? Cái thanh làm đến liền nha. Bốn giờ tập cái dọc á. Video đám giỗ bà nội của mình đến đây được kết thúc nha các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video sau. Cô chú anh chị nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Ok, cảm ơn.